Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu. Tôi làm một cái clip về sân chúa điện điện miền Nam tại làng La Khê Bãi, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngược lên thượng nguồn Hương Giang, xã Hương Thọ, huyện Sơn Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi có điện miền Nam. Chúng tôi được nghe những câu chuyện mang mà xét hiện tích về một hòn đá linh thiêng được người dân tiền khảo mấy trăm năm qua. Thời vua Gia Long phục quốc, sau khi chiếm được kinh thành Phú Xuân, vua Chiêu Dân lập ấp khơ hoang vùng đất La Khe Bãi, khi đó còn là vùng Lam Sơn Chương Khí. Vua có lệnh mỗi gia đình có ba người con trai thì một người phải đi khơ khẳng ở vùng đất mới. Nguồn gốc của làng ở vị khe Hà Nội. Theo lệnh của vua, vua khơ hoang đất hoang lập làng La Khe Bọc ở phố Bô Vinh ngày nay. Dần dần nhờ nhu cầu của cuộc sống, người dân đi di cư vùng đất ở thượng nguồn sông Hương, chặt cây lập nhà cà ruộng để có lương thực, rập ra làng mới có tên là La Khê Bãi. Chữ La Khê như muốn lưu giữ một chút gốc gác của làng La Khê Bọc ở phố cổ Bò Vinh. Vua mùa xuống lúa, tiết trời đẹp, có một tre đình trong làng ra cài ruộng ở bầu bàng. Đây là khảnh ruộng đầu tiên do dân làng khai phá. Đường cài của Trần Lực Điền đi nhắc đầu tiên bỗng thấy hiện lên hòn đá lớn bằng mâm cơm ấn ngực trước mặt. Hai bên có hai thanh kiếm dài như hai thanh kiếm để bảo vệ cho hòn đá lớn. Thế là Trần Lực Điền cho dừng trao đến xem, lập tức ba hòn đá lặng mất. Phía trước chỉ là một khảnh ruộng mênh mông gai góc mùi bùn đất. Trần Lực Điền nghĩ bụng, chắc là do mình hoa mát, ruộng đã khô hoang từ lâu, đã xuống mấy mùa lúa thì làm gì có viên đá to như thế. Nghĩ thế nên Trần vẫn tiếp tục công việc của mình. Khi đi một đường cài thứ hai, Trần Lực Điền mặt biến sắc khi thấy ba viên đá cứ chạy ngõ nhịp đều theo đường cài của mình. Ảnh mặt nhìn lui thì thấy ba hòn đá là biến mất. Cứ thế xanh năm lần những hòn đá cứ quậy phá quanh đường cài, làm Trần không tài nào cài ruộng được. Lần cuối cùng nghĩ có kiên có lành, Trần cho dừng trâu rồi chắp tay khấn trước đường cài: nếu ngài có thiên thì xin hiện ra để tôi mong ngài lên nơi cô rố để thờ tự. Vừa dứt câu, ba hòn đá hiện ra nằm cô hơn mặt nước chân ruột. Nghĩ lời khấn của mình có ứng nghiệm, Trần liền mong ba hòn đá to lên đặt trước sân chúa điện. Đây là nơi cô rố có cuộc đất đẹp được người dân trong làng hàng năm đến ngày làm mong lễ vật tới cúng. Khi Trần Lực Điền quay lại để tìm hai thanh đá nhỏ thì đã không còn nữa. Khi mong hòn đá lớn lên tới điện thì xuất hiện một người đàn ông đến từ bên vùng đất khói trước mặt. Người này đã bị hòn đá nhập vô. Người đàn ông nói: ta là Thượng Ngàn Thanh Mẫu, quảng cai sơn nhật cửu châu. Nói xong, người đàn ông liền ngắt lời: thế đây là hòn đá linh thiêng, đã linh nghiệm từ lời khấn của chân thành của mình. Trần liền cho lập một túp lều tranh nhỏ trước sân chúa điện để thờ. Ngày nay hương khúa, một hôm trời mưa trút nước, sấm chớp rền vang, thấy hòn đá cửa mình phát ra những hồ quang kỳ lạ nên dân làng kéo tới rất đông. Thấy thiên, họ liền xin phép các chức sắc trong làng cho lập miếu thờ. Lâu dần dân làng quen hẳn cái tên sân chúa điện mà chỉ gọi tên là mẹ điện nạ. Viên đá ngày xưa chỉ bằng mâm cơm, nay đã lớn bằng cái bọt tròn. Sau này Trần Trên Lực Điền
người có công tiền khai canh, thỉnh thánh mẫu đó mẹ nằm lên điện để thờ. Khi chết đi cũng được người dân Trân Lòn lập đầy thờ bên mẹ, cạnh mẹ nằm. Cứ đến tháng ngày 16, 17 tháng Giêng và 16, 17 tháng 7 âm lịch hàng năm, người dân ở làng La Khe Bãi là tổ chức để học kỳ an và tu tế để cúng mẹ, mang được mẹ che chở cho dân làng. Cứ 10 lần cúng thiều theo tấm lòng thành của công dân trong làng, lễ vật bao giờ cũng là một con vịt quay và đĩa xôi. Đặc biệt qua bô lần tổ chức lễ cúng, những chiếc áo đáp lên thánh mẹ, thánh mẫu cũng được một dài hơn. Đến nay đã có hàng nghìn cái. Trải qua bô cuộc binh biến của lịch sử, từ thời chiến tranh phong kiến đến thời chống Pháp, chống Mỹ, ngôi điện vẫn không hề hắn gì. Thôn dân Trân Lòn tham gia đánh giặc cũng rất ít người hy sinh. Bà con lòng Ha Kha, lòng La Khe Bãi luôn tin rằng đã có thánh mẫu đá mẹ nàng che chở trong cuộc binh đao, mang lại ấm no hạnh phúc cho thời binh. Có lần vua thờ vua từ Đức, Trân Lòn xả ra trận dịch tả, các vị bô lỗ bay nhau chọn ngà lành thắng tốt, mang lễ vật đến cúng trước điện, mang được thánh mẫu che chở. Những người lớn tuổi đại diện cho các họ tập thể hiện lòng thành của mình bằng cách ba ngày liền phải ăn chay nằm đất. Khi là thai vào thời gian đó, Trân Lòn người dân đã có bệnh, trong khi các lò khó có rất nhiều người phải nằm xuống trong trận dịch. Rồi khoảng bộ cuối đời vua Từ Đức, dân lòng xôn xao vì xuất hiện một xác chết. Nghe đâu quân quân dưới kinh thành lên điều tra về cái chết và chuẩn bị phạt nạn dân lòng vì đã để xa ra sự việc tranh. Từ đầu thôn cuối thôn, thôn dân lòng lo khé bãi rất hoang mang. Bỗng dưng trong một chiều cuối đông xuất hiện một con cọp nhanh như cát, quắt xác chết phi về phía điện mẹ nạn rồi mất hút trước khi quân quân kêu đấy. Từ đó người dân Trân Lòn còn thính kính hơn, yên tâm sản xuất vì đã có thánh mẫu mẹ che chở.